Những chiếc xe hiệp sĩ. Một ngày của xe cứu hộ. Đi tới đâu xe cứu hộ bố cũng đều nhận được sự ca ngợi và yêu mến của các xe khác. Rất nhiều xe cộ từng được xe cứu hộ bố giúp đỡ. Mọi người đều khen xe cứu hộ bố làm việc vừa cần cù, vừa nhiệt tình. Nhưng dù các xe khác có nói gì đi nữa, xe cứu hộ con vẫn không cho là như thế. Hello, tím à? Xe cứu hộ, tím là xe cứu hộ con. Xe cứu hộ, một sao là xe cứu hộ bố à? Hằng ngày, trước khi đi làm, xe cứu hộ bố luôn lẩm nhẩm một câu. Mong là hôm nay mình sẽ không phải làm gì cả. Xe cứu hộ con nghe vậy, không đồng tình. Bèn nói, xem kìa, bố đúng là người lười nhác. Bố chẳng muốn làm việc gì cả. Bố làm việc nhỉ? Mỗi lúc như vậy, xe cứu hộ bố đều ôn tồn nói với con. Rồi sẽ có một ngày con hiểu bố thôi. Và đến ngày xe cứu hộ bố về hưu, xe cứu hộ con tiếp quản công việc thay bố. Xe cứu hộ con mừng lắm. Cậu thầm quyết tâm, mình nhất định phải làm việc thật siêng năng và nhiệt tình. Không nên giống như bố, lúc nào cũng ôm những suy nghĩ lười nhác. Ngày đầu tiên đi làm, xe cứu hộ con dậy thật sớm, rồi tới trung tâm cứu hộ. Trước tiên là phải làm quen với nơi này. Đây vốn là nơi làm việc của xe cứu hộ bố, cũng là nơi cậu sẽ gắn bó trong thời gian tới. Cứ nghĩ đến việc sắp trở thành một chiếc xe cứu hộ thực sự có ích, cậu lại thấy rất vinh dự và tự hào. Xe cứu hộ con nôn nóng muốn bắt tay ngay vào việc, nhưng cả một buổi chiều đằng đẵng trôi qua mà không có bất kỳ nhiệm vụ nào, cậu sốt ruột vô cùng. Cậu thầm khẩn cầu khẩn, xin trời ban cho con một nhiệm vụ để thực hiện đi, hãy ban cho con một nhiệm vụ đi. Xe cứu hộ con vừa dứt lời thì quả nhiên có nhiệm vụ mới. Có một chiếc xe gặp sự cố ở đường Quang Trung, cần xe cứu hộ đến giúp. Xe cứu hộ con hoan hỉ xuất phát. Cậu hô hởi nói, cuối cùng cũng được đi làm nhiệm vụ rồi. Đường Quang Trung đang bị ùn tắc vì chiếc xe gặp sự cố nằm giữa đường không di chuyển được. Nhìn dòng xe tắc nghẹt trên đường, chiếc xe gặp sự cố vừa bất lực vừa áy náy tới khi xe cứu hộ xuất hiện. Đó, tắc chưa? Đường Quang Trung tắc thế này này. Chiếc xe gặp nạn thì rất chi là áy náy vì chiếc xe gặp nạn nên các bạn mới bị tắc đường ở đây. Đây này. Cậu an ủi chiếc xe nọ, đừng sốt ruột, tôi đến gỡ rối giúp bạn đây. Xe cứu hộ con tăng tốc kéo chiếc xe nọ về xưởng sửa chữa. Dòng xe ùn tắc dần dần tản ra, lòng đường lại trở nên thông thoáng. Xe cứu hộ con vừa mới kịp thở phào một cái thì lại nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Có vụ tai nạn ở đường trung tâm thành phố, cần xe cứu hộ tới gấp. Trời ơi, tai nạn này. Đi không cẩn thận bị tai nạn đó. Trên con đường trung tâm thành phố, hai chiếc ô tô đâm vào nhau. Cả hai xe đều hư hỏng rất nặng, trông thật thảm hại. Cảnh sát giao thông đang bảo vệ hiện trường, chờ xe cứu hộ đến. Xe cứu hộ đang ở đây à? Chắc vậy con ạ. Đó. Xe cứu hộ con khẩn trương làm nhiệm vụ dưới sự chỉ huy của cảnh sát.
Cậu nâng đỡ hai chiếc xe bị nạn một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ, cố gắng không để chúng bị thương thêm nữa, vì cậu hiểu rằng chúng đã vô cùng đau đớn rồi. Bận rộn đến tận khi trời tối, xe cứu hộ con mới kết thúc phần việc của mình. Vậy là ngày làm việc đầu tiên xe cứu hộ con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu được mọi người khen ngợi không ngớt. Đồng thời, xe cứu hộ con còn nhận được nhiều lời cảm ơn. Những chiếc xe được cậu giúp đỡ đều luôn miệng nói với cậu: cảm ơn, cảm ơn. Ấy thế mà, trên đường về nhà, xe cứu hộ con lại không sao vui vẻ được. Bố à? Chiếc xe gặp sự cố khổ sở đến vậy, chiếc xe bị tai nạn buồn thảm thế kia, giá như sự cố và tai nạn ấy không xảy ra thì tốt biết mấy. Thà rằng cứ nằm mãi ở trung tâm cứu hộ, cả ngày không có nhiệm vụ gì còn hơn. Ngày hôm sau, xe cứu hộ con lại phải đi làm việc, cậu chợt nhủ thầm, mong là hôm nay mình sẽ không phải làm việc gì cả. Bộ dạng của cậu khi nói câu ấy sao mà giống xe cứu hộ bố ngày xưa đến vậy? Bố buồn à? Hết rồi, câu chuyện mẹ kể đến đây là hết rồi. Một ngày của xe cứu